Xin chào quý vị và các bạn đến với kênh Món Ngon Dễ Làm. Mình là Hữu Quốc. Hôm nay mình xin chia sẻ đến quý vị và các bạn món lẩu Thái hải sản chua cay rất là ngon và cách làm cũng rất là đơn giản lắm luôn. Món này ăn vào những lúc trời se se lạnh nè thì khỏi phải nói, ngon tuyệt vời lắm luôn, còn gì bằng. Và bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng mình để vào bếp thực hiện món lẩu Thái hải sản. Và đây là các con tôm. Tôm thì trước tiên mình sẽ cắt bỏ cái phần gâu, cắt cho tôm nó gọn lại nha quý vị. Rồi mình sẽ bỏ cái phần vỏ gần cái đuôi nha quý vị, bỏ lớp vỏ mỏng thôi. Rồi mình sẽ lấy cây tăm, mình lấy chỉ của các con tôm nha quý vị. Cách lấy chỉ của con tôm thì cũng rất là đơn giản lắm luôn. Rồi mình kéo từ từ ra nha quý vị. Đó, phần chỉ này nó rất là tanh cho nên mình sẽ lấy ra hết từng con luôn. Tương tự thì các con tôm còn lại mình cũng lấy chỉ như vậy luôn nha quý vị. Và sau một hồi đó quý vị, mình đã làm sạch hết các con tôm rồi nè quý vị. Và núm gom thì mình sẽ chẻ cái phần núm nè quý vị ra làm tư nha. Để khi nữa mình cho vào trong chảo lẩu quý vị thì núm gom nó sẽ rất là thấm các gia vị và ăn rất là đậm đà. Và dĩa mực thì mình cũng đã rửa rất là sạch rồi nè quý vị. Và bây giờ thì mình sẽ cắt khúc khúc nha quý vị. Mình cắt vào cũng khoảng 2-3 phân nha quý vị. Mình cắt như vậy nè. Rồi hồi mình nấu chín nó ra bung ra giống như là một bông hoa vậy quý vị, rất là đẹp mắt lắm luôn. Và lá chanh thì mình cũng sắc nhỏ nhỏ ra luôn. Mình sử dụng khoảng 3-4 lá chanh nha quý vị. Rồi mình cũng cho ra cái dĩa sẵn luôn. Các tép tỏi thì mình cũng đập cho nó dập dập. Rồi sau đó mình cũng băm cho nó thật là nhuyễn ra luôn để nữa mình phi. Và củ riềng thì mình cũng sắc lát mỏng mỏng ra nghe quý vị. Rồi sau đó mình đập cho nó dập dập, nữa mình sẽ cho vào trong chảo lẩu nấu, nó rất là ngon. Sả thì mình sẽ sắc mỏng mỏng ra cái phần gần gốc đó quý vị, để nữa mình phi nghe quý vị. Và sau một hồi mình đã sắc cái phần gần gốc ra nè quý vị. Mình sử dụng khoảng 4 cây sả là vừa nghe quý vị. Và cái phần gần phía lá thì mình đập cho nó dập dập. Rồi mình cũng cắt khúc khúc ra luôn, cũng khoảng 4-5 phần đó quý vị. Nữa mình sẽ cho vào trong chảo lẩu mình nấu. Cà chua thì mình sẽ chẻ ra làm hai, rồi mình bỏ đi cái phần cuốn của cà chua nghe quý vị. Rồi mình chẻ ra làm 4. Rồi mình sắc nhỏ nhỏ ra, mình sắc giống như hạt là hình hạt lựu vậy nha quý vị. Tương tự thì miếng cà chua còn lại mình cũng sắc ra như vậy luôn. Và khóm thì mình cũng sắc nhỏ nhỏ ra luôn. Rồi hồi mình cũng băm cho nó nhuyễn nhuyễn ra luôn nha quý vị. Mình nấu lẩu Thái nè, hải sản cho nên phải có khóm nha quý vị. Có mùi vị của khóm rất là ngon và rất là đặc trưng. Và me nữa nha quý vị. Me thì mình sẽ cho nước sôi vào trong cái chén me. Rồi sau đó mình dầm cho nó nhuyễn nhuyễn ra nha quý vị. Cho cái phần nước cốt me nó ra hết trong cái chén nước nóng của mình luôn. Và mình bắt cái chảo lên. Rồi trong khi chờ đợi cái chảo lẩu của mình sôi quý vị, mình bắt cái chảo nhỏ lên. Rồi mình cho dầu ăn vào, mình cho tỏi vào để mình phi. Trong lúc mình phi thì mình đảo đều lên nha quý vị. Và bây giờ thì mình sẽ cho cái phần sả băm vào để mình phi chung luôn. Và khi tỏi và sả nó cũng đã rất là thơm rồi thì mình sẽ cho cái phần cà chua và khóm vào.
Rồi mình cũng đảo đều lên luôn. Và bây giờ thì mình sẽ cho các nguyên liệu gia vị vào. Thì mình cho một muỗng canh tương cà vào. Rồi mình cho cũng khoảng một muỗng canh tương ớt vào luôn. Hôm nay mình nấu cũng rất là cay nha quý vị. Rồi mình cho một muỗng cà phê bột nêm. Phần nửa muỗng cà phê muối. 1 phần 3 muỗng cà phê bột ngọt. Rồi khoảng 3 muỗng cà phê đường cát. Và sả tế tôm nè quý vị. Thì mình cho cũng khoảng 1 muỗng canh sả tế tôm vào luôn. Rồi sau đó mình đảo đều lên. Các khẩu vị thì cũng tùy theo gia đình mình nha quý vị. Mình nêm nếm sao cho vừa ăn. Và củ riềng hồi nãy mình sắc mỏng ra đó quý vị, mình cho vào luôn. Và sả cây mình cho vào luôn. Các lá chanh đó nè quý vị, mình cho hết vào luôn. Rồi tiếp tục mình nấu cũng khoảng 4-5 phút thôi. Rồi hồi mình sẽ cho vào trong cái chảo lẩu nha quý vị. Và sau một hồi thì cái chảo lẩu của mình nè quý vị, nước cũng đã rất là sôi rồi. Thì mình sẽ cho nguyên cái hỗn hợp hồi nãy mình đã làm đó quý vị. Mình cho hết vào luôn. Rồi mình cũng đảo đều lên luôn. Và bây giờ thì mình sẽ cho nấm rơm vào. Và cái phần nước me nãy mình đã dầm ra đó quý vị. Mình cho hết cái phần nước cốt me vào luôn. Rồi mình đảo đều lên. Đến khi nào mà nó thật là sôi, phần nấm rơm cũng đã chín rồi thì mình sẽ cho hải sản vào nha quý vị. Và bây giờ thì mình sẽ cho khoảng một muỗng canh nước mắm vào. Nước mắm thì mình không có cho sớm quá nha quý vị. Mình cho sớm quá mình nấu nó sẽ mất đi cái vị hương thơm đặc trưng của nước mắm, nó sẽ không có ngon. Và bây giờ mình sẽ nêm nếm lại nha quý vị. Và cũng vừa ăn rồi. Và bây giờ thì mình sẽ cho nghêu vào. Rồi mình cho tôm vào luôn. Cái nào lâu chín thì mình sẽ cho vào trước. Và các hải sản của mình nó cũng rất là mau chín nha quý vị. Cho nên mình sẽ cho hết vào rồi mình tắt bếp luôn nha quý vị. Và mực mình cho vào luôn. Mình review cho nên mình sẽ cho tất cả các hải sản vào trong chảo luôn nha quý vị. Còn nếu nhà mình ăn ở nhà thì có thể mình ăn tới đâu thì mình sẽ cho hải sản vào tới đó nha quý vị. Đó, và bây giờ nguyên chảo lẩu Thái hải sản chua cay cũng đã chín rồi nè quý vị. Rất là ngon, rất là hấp dẫn lắm luôn. Một món lẩu Thái rất là ngon, rất là dễ làm. Món này vào những ngày trời se se lạnh nè. Khỏi phải nói, rất là ngon tuyệt vời. Và đã thành phẩm ở đó quý vị. Rồi Hữu Quốc xin cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào video lần sau. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều.